Iron Man. Wow, Tyrannosaurus. Wow, mình có một cái đồ hộp to và đây là tất cả những cái đồ chơi đang nằm ở trên nền đất các bạn ơi. Mình thấy rất là nhiều khủng long siêu anh hùng nữa các bạn, động vật. Mình đã lượm một con khủng long thật là to, Spinosaurus các bạn. Wow. Spinosaurus, Spider-Man đấu với Carnotaurus các bạn. Và nó xử đẹp con Carnotaurus luôn. Wow, đây là con báo nha. Một con chạy cực nhanh và nó có thể lặn được và trèo cây được luôn các bạn. Đó, các bạn thấy nó đi rình rập không? Rất là chậm chạp, lộn rất là từ tốn nha các bạn. Đó, để săn con mồi đó. Wow, một con khủng long bay với cái miệng rất là bự, Pteranodon. Pteranodon xong khi bay ở trên hòn đá và săn những con trâu, con bò đang ăn cỏ dưới đất các bạn ơi. Wow, cắn thật là mạnh luôn. Còn đây là chú khỉ. Chú khỉ cái mỏ nó chu và đang lấy cái tay chào mọi người đó các bạn. Rồi, con khỉ nó đi kìa. Rồi, tiếp tục đây là một con khủng long rất là đẹp, Stegosaurus. Các bạn thấy cái màu nó đẹp không? Nó có những cái vảy giống như là cánh hoa trên lưng vậy các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Đây là người sắt Iron Man. Wow, các bạn thấy người sắt đẹp không các bạn? Ngầu quá các bạn. Rất là đẹp luôn. Người sắt đen bay lên cao và tăng chú golem và con chó địa ngục các bạn ơi. Quá dữ luôn, tiêu diệt hết tất cả và giành chiến thắng rồi. Wow, đây là con Sarcolophus các bạn. Wow, một con khủng long có gai đầy người giống như cá sấu vậy. Rồi, và một con khủng long Indominus Rex. Wow, nó đấu với một bầy Velociraptor. Velociraptor thì dĩ nhiên là không phải là đối thủ của con Indominus Rex rồi các bạn. Người ấy rất là mạnh và hung dữ. Chú voi dễ thương và cực kỳ hiền lành đang ở đây. Đó, con cái ngà voi dài, cái hai lỗ tai to đang phải đấu nhau với những con Deinonychus. Một chú khủng long ba sừng Triceratops với hai cái sừng thật là dài và một cái sừng nhỏ ngay chóp mũi các bạn. Đấu nhau với người chiến binh cầm gương ánh sáng. Wow, có một chú bọ Ladybird thật là đẹp, dễ thương các bạn. Con bọ này thật là dễ thương luôn. Khủng long bạo chúa Tyrannosaurus đây. Đây là một cái đồ chơi Tyrannosaurus và con này nó có hai cái tay trước rất là nhỏ với một thân hình cực kỳ to lớn. Wow, nó săn con Bachisbalosaurus các bạn. Hất cái bầy luôn. Come on, đây chính là một con lạc đà với hai cái bú ở trên lưng. Cái bú trên lưng nó làm nhiệm vụ sẽ tích nước để giúp nó đi qua những cái vùng sa mạc hoặc là những vùng cát này nắng gió các bạn. Một chú khủng long với một có một trí tuệ rất là thông minh, chính là con Velociraptor. Con này là được đánh giá là một con khủng long rất là thông minh nha các bạn. Nó đấu nhau với một bầy gorilla khỉ. Wow, con khỉ nó dùng cục phân của nó để chọi con khủng long. Rồi, lại là một chú gấu trúc với cặp mắt đen dễ thương cực kỳ luôn các bạn. Các bạn thấy nó đẹp không? Nó dễ thương lắm luôn. Gấu trúc là một loài động vật cũng khá hiền lành và dễ thương, khá làm nũng các bạn. Một con cá sấu crocodile.
Wow, con cá sấu nhỏ thôi. Rồi là cũng rất là đẹp, có ánh mắt màu đỏ nữa. Wow, các bạn thấy không? Cái cá sấu thì nó sẽ thường tấn công cắn được con mồi, bắt đầu nó sẽ xoay vòng, cái lực xoay của nó cực kỳ lớn. Đây là con tê giác các bạn. Một chú tê giác hiền lành và cực kỳ quý hiếm đang được bảo tồn. Khủng long cổ dài Brachiosaurus đây. Wow, trời ơi, nó đạp cái con khủng long kia kìa. Wow, quá mạnh luôn, cái kích thước cực kỳ to lớn. Thì nó đạp một cái rất là khu cao cổ với một cái cổ thật là cao. Bị khủng long T-Rex hạ trong một góc nhà các bạn. Wow, nguyên một cái cổ đồ chơi thật là đã luôn nè.